Hello, chào các chú anh chị em trên kênh YouTube nha. Hôm nay chạy bò Phúc Lộc có về mớ bò cam chiên nha các cô chú anh chị. Để quay cho các cô chú anh chị xem tham khảo nha. Lựa những con giống tốt để mình về chăn nuôi nha. Bò này bò lai không nha các cô chú anh chị. Xương sát thùng dạo tốt không ngang ra các cô chú anh chị. Bò này lai Italy gốc Long Bình ngang cô chú anh chị. Dàn lai tốt lắm á. Dạng bò này cặp hai ngoài có, ba ngoài có ngang cô chú anh chị, bán tại trại ngang cô chú anh chị. Các cô chú anh chị có nhu cầu mua thì liên hệ tới số điện thoại 0969 818152 ngang cô chú anh chị. Đến trại bò Phúc Lộc nha cô chú anh chị. Số điện đó cũng số điện Zalo nha cô chú anh chị. Bò lưng nách đầy đủ nha cô chú anh chị. Bò này chân móng hoàn thiện nha cô chú anh chị. Lai tốt, đòn có. Xương sát dày dặn nha cô chú anh chị. Tớp bò này thì tớp bò nhông hơn nha cô chú anh chị. Bò này cặp ba ngoài nha. Các anh em cô chú ở tỉnh xa như Tây Ninh á, có nhu cầu mua thì liên hệ đến số điện thoại trại bò Phúc Lộc á, 0969818152 ngang cô chú anh chị. Trại bò em thuộc xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nghe cô chú anh chị, cạnh quốc lộ 91. Trên bến đò gọc 100m nha cô chú anh chị, hỏi trên bến đò gọc 100m trại bò Phúc Lộc ai không biết nha cô chú anh chị. Trại bò em bắt cái dạng bò lai lai tốt không cô chú anh chị ơi. Bò này mới về nè, chưa tắm rửa nó còn khô khan lắm. Cứt đáy dính tùm lum mà. Bò này cũng già tháng nha cô chú anh chị. Bò này dạng bò già tháng nè cô chú chị, bò này dỗ nó cũng mau lắm nè. Đây cũng mấy em miner này cũng lai lai tốt không à. Ấm ốm với xương khủng nghe quý vị, xương dày dặn à. Bò này cũng chân móng hoàn thiện nghe quý vị.
Đó, trại bò của em mới về nguyên xe bò này mới không đó ngang quý vị. Bò dạng đẹp không quý vị ơi. Em cũng mới về 6 con bò Campuchia, bò lớn nha quý vị, để em quay cho anh em cô chú xem xét nha. Đây em cũng có về 6 con bò già, bò này Campuchia nha quý vị. Để em quay từ cặp cho quý vị xem xét nha. Rồi báo giá thước tắc cho quý vị luôn nha. Đây là hai con bò này là số 3 nha quý vị. Bò này đòn tốt nha quý vị. Đây số 3 đây quý vị ơi. Ốm, bò Campuchia ốm nha quý vị, cái là nó già. Bò này chân móng hoàn thiện nha quý vị. Bò này đòn tốt nha quý vị. Bò này chiều cao cũng 1m37 phân nha quý vị. Ăn này ốm đòn tốt lắm quý vị ơi. Đó. Hai con bò này đồng bò đều bò lắm quý vị ơi, đòn hình đều gan à. Hai con bò này em cũng báo giá cho quý vị luôn, nó có 49 triệu à. Hai con bò này giá cũng rẻ nha quý vị. Dạng da tốt luôn nha quý vị, bò này da mỏng nha. Đòn lưng nách khỏi chơi nha. Giá nó 49 triệu à quý vị ơi. Đó là cặp bò số 3. Đây số 3 đây quý vị. Bản đùi đóng sâu nha quý vị. Đây là bò cam chiên nha quý vị. Ở đây là cặp bò số 2 nè quý vị ơi. Bò này quá tốt quý vị ơi, thùng dạo đầy đủ. Bò này là bò bốn vách nha quý vị. Chân móng cũng hoàn thiện luôn nha quý vị. Bò này 1m35 phân nha quý vị. Đây cặp bò số 2 nha quý vị. Hai con này nó cũng đều nhau luôn quý vị ơi. Xương khủng nha. Hai con bò này em cũng báo giá luôn, có 52 triệu nha quý vị. Đó, thùng dạo đầy đủ. Đó, đây là cặp bò số 2. Nó 1m35 phân nha quý vị. Bò lưng nách không thiếu chỗ nào hết trơn á. Bò này kêu bốn vách luôn á. Đây cặp bò số 2. Bò này già đòn vẫn tốt luôn nha. Đòn hình thì tốt luôn, thùng dạo mà đòn hình tốt nha quý vị. Bắn đùi đóng đẹp luôn nha quý vị. Đây cặp bò số 2 nha quý vị. Tới hang bò số 1 nha quý vị. Bò này là xương khủng nha. Dạng xương là như ý luôn đó. Bản đùi cũng tốt luôn. Bò này 1m4 nha quý vị. Con này 1m4 hơi gác chút nha quý vị, 1m4 chắc 2 phân là quý vị nha. Anh này thì đòn khỏi chơi đi.
xương cũng tốt luôn nha. Hai con này có 54 rồi quý vị ơi. Đây là cặp bò số 1 đó nghe quý vị. Bò này già nghe quý vị. Bị bò cam chia, bò đỏ cỏ, bò già khô khan nghe quý vị. Bò này về dỗ thì nó mau lắm nghe quý vị. Quý vị có nhu cầu mua bò lớn, bò cam chia liên hệ tới số điện thoại 0969 81 8152. Gặp em Phúc nha. Còn chúc em quay bò giường thì em báo số điện thoại cho gặp thằng em của em là tên Sang á, thì nó là lĩnh vực bò giường. Còn bên em thì Phúc thì lĩnh vực bò cam chiên nha. Đây cặp bò số 1 nha quý vị, giá là 54 triệu nha quý vị. Có nhu cầu liên hệ tới số điện thoại em nha, gặp em Phúc á. Bò này bò đòn không nghe quý vị, em lựa bò tốt không ạ. Đây còn đây là bò giường nghe quý vị. Đây cũng bò này cũng mới về nghe quý vị. Để quay xương xương rồi cái quay từ cặp báo giá cho quý vị nghe, rồi cái muốn có nhu cầu mua đó liên hệ số điện thoại 0965 18 5252 gặp Sang nghe. Đây là bò số 0 nghe quý vị. Đây da này cũng mỏng nghe quý vị, đòn cũng tốt nghe quý vị. Đây tiện báo giá cho quý vị luôn, con này số 0 nghe, nó giá nó 25 triệu nghe quý vị. Giá này nó cũng vừa tầm lắm nghe quý vị. Bò này đòn có nghe quý vị, dàn da mỏng nghe. Đây là bò số 0 nghe quý vị. Dàn đùi đóng cũng tốt nha quý vị. Còn hai con này cũng đã bán rồi nha quý vị. Hai con này nó dạng lai trung nha quý vị. Còn đây là bò số 1 nha quý vị, hai con bò số 1 nè. Đó. Dàn đùi tốt lắm nha quý vị. Đây bò này cũng mới về nghe quý vị, lưng nó bị mắc mưa ướt nghe quý vị. Thì cũng báo giá thước tắc, báo giá giá cả cho quý vị luôn nha. Bò này thì nó 1m4 2 phân nha. Đây con bò này là 1m4 2 phân đây. Bò này dạng chủ nuôi cũng dạng đối cỏ nghe quý vị. Bò này bò thùng dạo nghe quý vị. Trứng móng hoàn thiện nha quý vị. Đây là cặp bò số 1 nha quý vị. Đùi tốt lắm quý vị ơi. Này là sư khủng nha. Thì cũng báo giá cho quý vị luôn, hàng bò này 59 triệu nha quý vị. Bò này mét 38 phân nha. Bò này bò thùng dạo đòn nha quý vị. Đây, quảng đùi đóng sâu nha, đẹp nha. Chân móng hoàn thiện quý vị ơi. Đây là cặp bò số 1 nha quý vị. Tới cặp bò số 2 nha quý vị. Bò này lực nó có sẵn nha quý vị, về dỗ mau nha quý vị. Nó cũng già bò nha. Đây là bò số 2 nha quý vị. Đây cặp bò số 2. Cũng báo giá cho quý vị luôn, hang bò này giá 59 triệu luôn nha quý vị.
Bò này đùi đóng sâu ngang. Đây, số 2 đây. Bò này về vô thuốc mau ngang, nó già bò rồi. Lực nó có sẵn rồi, bây giờ về mình dỗ mau lắm. Còn đây là hai con bò Campuchia luôn nha quý vị, ốm nha. Hai con bò này thì kỳ trước em nó cũng báo giá là nó 48 triệu quý vị. Ốm mà xương xác nó có nha quý vị. Đây nó cũng già dữ lắm rồi. Bò này giá cũng vừa tầm lắm nha quý vị. Rồi quý vị có nào anh em cô chú gì có nhu cầu mua bò vườn thì gặp Sang đó, nó là em. Rồi liên hệ số điện thoại 0965 185252 ngang. Rồi chào các cô chú anh chị đã xem kênh ngang. Rồi hẹn cô chú anh chị bò mới về tiếp sau này cái quay cho cô chú chị xem xét và tham khảo ngang.